Ok rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Cày Zombie. Thì hôm nay mình sẽ đi đánh cái con boss, đó là con boss Genti, tức là con boss băng á. Đánh một mình nha các bạn, đánh một mình, đánh solo nó một mình. Thì để đánh solo con boss băng một mình cũng khá là đơn giản ha. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình là một cái búa, một cái cây cây super, một cái ma nham rồi. Dạ đủ rồi ha. Đấy thì bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn coi ha. Đầu tiên á, là mình sẽ gọi pet ra. Pet thì phải là pet chiến nha các bạn. Pet chiến tức là ba con này. Ba con này rồi ha. Mình sẽ đánh bằng cái búa này, chơi con bơm, tại vì là con bơm nó có khả năng chống chết á. Nó có một mạng các bạn. Nó bắt tử được một mạng. Rồi, mình sẽ đeo một cái áo lời nguyền ha. Mình đeo đeo này là để mình tăng thêm cái hồi máu, hút máu ha. Mình mang theo giày lửa để mình sát thương lửa. Mình mang theo cái này nữa, với lại cái dây chuyền này nữa ha. Đây, nhưng mà nếu mà đúng nha, nếu mà đúng thì chắc là nếu mà mình mang theo cá thì nó lại ngon đó bạn. Mang theo cá thì lại ngon, tại vì là mình không cần thiết mà phải hồi máu để làm gì đâu ha. Không cần thiết mà phải hồi máu, tại vì trước sau thì mình cũng phải chết một mạng à. Rồi bây giờ vô thì mình bắt đầu mình thu nhỏ cái ma nham là hết cỡ. Thu nhỏ cái ma nham là hết cỡ. Mang cho mình một cái cây hồi máu. Bơm lên. Xong. Giờ mình vô mình sẽ búp trước rồi mình búp cái ấy lên. Rồi, xong. Mình sẽ xài tới đây, xài tới cái này. Khi mà nó rơi xuống các bạn á, các bạn bật cái này lên, bạn quay trước. Bạn quay sát thương đam nó trước ha, các bạn quay sát thương đam nó trước. Đây, cái con này nó hơi nguy hiểm là tại vì là nó nổ cái này để các bạn ảnh hưởng rất là nhiều. Con này nó nổ ảnh hưởng cái này cao lắm. Rồi, nó bắt đầu nó đóng băng mình các bạn. Đóng băng mình thì hên xui thôi, nhưng mà mình nghĩ là xui nhiều hơn hên. Đấy, nó sẽ chích mình chết. Nó đã hơn nửa cây rồi. Nó hơn nửa cây rồi, bây giờ mình chỉ cần giết nó là xong. Rồi, xong. Nó chết rồi ha các bạn. Nó chết rồi thì đánh con còn lại khá là đơn giản. Con còn lại thì các bạn né cái này nè, đó, né cái đó thôi. Còn mấy cái còn lại thì các bạn né dễ rồi ha. Đấy. Mấy cái còn lại các bạn. Này nọ ha. Đó, cái này thì nó chỉ bung ra thôi. Rồi nó giở tay đấm nè, đó thì cái này các bạn né ra. Rồi xong rồi nó hết rồi đó, nó chỉ có vậy thôi à. Con kia nó mới khó chứ con này dễ. Kia mới khó chứ con này dễ nè. Nó thấy không, nó chỉ có cái đó thôi. Rồi xong giơ tay xuống đấm, giơ tay xuống đấm. Còn nó không giơ tay xuống đấm thì nó thường nó sẽ giơ tay xuống đấm đó. Đấy các bạn thấy không, mình giết nó xong rồi, đơn giản ha. Nhưng mà nếu mà mình chơi cái áo hút máu hay là áo kia thì nó cũng ngon, nhưng mà thôi mình chơi áo này đi để tăng đam. Thấy các bạn thấy không? Cái cách mà để đánh GT một mình rất là đơn giản ha. Rồi, nếu các bạn nào thích thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.